sợ. Thế á? Em nhìn mấy lần này. Cắt mạnh quá vậy? Chưa em. Không phải, nó do cái thế tay của mình ấy. Đúng rồi, mình quen cái thế tay của mình rồi. Nên nhiều khi nó đỡ. Thì không để ý cái là nó múc luôn. Múc vào đầu cũng phải rút ra. Cái này là bán 100.000 có người nhiều. Nhưng mà gãy mất một răng rồi. Gãy mất sâu. Tao nhìn chưa cho được. Cái này của lợi. Của anh lợi chắc. Nhưng cái nửa của mình thì phải. Sông mà. Con này là học viên này. Con này là học viên được tặng con này luôn này. Thì này em mài luôn xong rồi cắt từ hơn năm. Lực kêu em. Nhưng mà lực sông tóc nó mới là quan trọng, còn lực mới thì nó chỉ sông ở mức độ bình thường thôi. Ừ, con này sông đét luôn. Qua sông. À, đánh được ngang cái tóc lực, vào hết. Cái lực kêu em là ngày xưa em học là anh Tường tặng em đủ đến bây giờ. Chưa bao giờ thay đổi. Chưa học à? Chưa dễ luôn. Dùng tuyệt dụng em dùng. Miễn sao không để cho khách tóc dài chảy là được. Cây này mấy năm rồi? Cây này tầm... Úi dồi, đẳng cấp.